Trước áp lực về đường biên giới dài, nguy cơ cao cùng với lượng người Việt Nam từ Trung Quốc trở về gia tăng, tỉnh Quảng Ninh đã buộc phải thành lập bệnh viện cách ly đặc biệt để đối phó với dịch bệnh do so virus corona gây ra. Bệnh viện được thành lập trên cơ sở khu nhà xây mới của bệnh viện Móng Cái, chuẩn bị đưa vào sử dụng với diện tích là 10.000 10 m2, được xây dựng 5 tầng. Bệnh viện có quy mô 500 giường bệnh và sẽ được lắp xong trong vòng 2 ngày tới. Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, không chỉ quy mô lớn mà toàn bộ hệ thống máy móc của bệnh viện cũng được trang bị ở mức độ hiện đại nhất. Máy thở với số lượng lớn đã được lắp đặt. Một máy xét nghiệm nhanh mà hiện chưa cấp tỉnh nào có với thời gian cho kết quả, chỉ sau 36 giờ thay vì 72 giờ như trước cũng vừa được nhập về. Đồng thời, tỉnh này cũng chính thức khởi động toàn bộ số bình oxy máy thở sự phòng loại đặc biệt của ngành than đưa vào phục vụ cho công tác cứu người cũng liên quan đến công tác đối phó với virus corona. Để kiểm soát tình hình, tỉnh đã phải thực hiện việc cấm toàn bộ đường mòn, lối mở và cấm cả cửa khẩu chính. Chỉ còn duy nhất cửa khẩu quốc tế mong cái là đón người để chủ động kiểm soát được. Tuy nhiên, tỉnh cũng chỉ đạo tất cả cư dân Việt Nam khi nhập cảnh phải cách ly theo quy trình nghiêm ngặt của y tế.